đông quá rồi. Chào tất cả chị đang xem nha. Hôm nay là khá là đông. Thì lúc trước thầy với mình lên mặc áo không đúng nên là giả tu. Rồi sau một thời gian trên mạng chia sẻ một số clip mà thầy ngày xưa có nhạc ở chùa rồi phát áo ra đi, đến tận nay là cũng gần 4-5 năm rồi cả nhà. 6 năm. Lúc trong chùa là còn 2019. Cũng một số hữu duyên mới gặp được sư. Rồi. Nhưng mà chưa biết chính xác là cụ thể là tính nào. Mỗi người một tiếng mà về hơi quá trời luôn anh ơi. Rồi. Thầy hiện tại là không có gì hết á, chỉ có cái y với cái bát thôi. Quan nghĩ thì xem video nha chị, tất cả khỏe và thật sự may mắn ha. Em là người ta để chia sẻ
Mấy anh ở trong kêu ra ngoài sợi dây để cho thầy nghỉ ngơi rồi các nhà. Đây là thầy này ta thấy những anh chị đến ra để đánh lễ ha. Mấy cô chú xin mấy người dân xa xa ra cho thầy nghỉ ngơi á cả nhà. Phía ngoài cũng còn rất là đông. Mất tiền rồi kìa.
xuống đây tại đây nha, cho xa xa ra cho mọi người nghỉ ngơi nha. Chúc cả nhà người ta đi. Đi.